Đó, cái này mua chơi. À, đúng rồi, cái này vô tôi thích mình quay cho em chơi. Đó, bây giờ mình qua nhà thờ nha, cả nhà. Đi. Giờ 5 giờ chiều rồi, tới Cha Diệp. Nhiêu chai nước suối vậy em? Lớn nhiêu vậy? 15. 15 hả? À, còn này? 2 chai 15. À, 15 ngàn chai hả? Lấy cho 2 chai đi. Mua 2 chai vô cũng. Đó, 5 giờ chiều. Giờ rưỡi chiều đi vô mộ qua
Tạo đó lên à? Cha xin lễ
phù hộ độ cho con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.